Mình đã gắn xong thì mình cũng muốn nói với các bạn về cái vấn đề là tại sao mình dời cái đèn chờ sáng từ đây lên đây. Chào anh em, nghe mình là Tony Baker đây. Hôm nay mình sẽ làm lại cái bắt gắn chờ sáng. Thì cái chờ sáng của mình hiện tại đang gắn dưới chân phụ upside down nè. Nhưng mình sẽ dời lên trên cái mặt nạ này. Mình sẽ bắt vào cái chân gương này luôn. Thì mình không biết là anh Tấn anh sẽ chế cái bát sao. Đang vẽ, đang nghiên cứu, đang vẽ cái bát. Mình bắt vào thì cái chờ sáng mình gắn ở phía dưới á, mình chạy thì mình thấy là nó khá là rung, thì tại vì khi cái phụ của nó là cái nơi chịu cái sốc nhiều nhất mà, thì mình bắt vào đó thì mình cảm thấy là cái đèn chờ sáng mình nó bị khá là rung và nó bị lỏng ốc. Xe thì lâu không chạy bụi không. Trong lúc đang làm nè thì có thanh niên Tấn Đái, Tấn Hữu Đặng cũng lên làm cái gì gắn là xin nhan cúc áo. Anh đang đi xin nhan spirit biết anh đó là xin nhan cúc áo để dễ gặp ra gặp vô mà cái xin nhan nó không bị lệch lên lệch xuống. Rồi đây là cái bát đã làm xong, thì mình quên mất tiêu quay cái công đoạn làm cái bát rồi. Thì cái bát này là bắt trực tiếp vào cái chân gương luôn, bắt vào hai ốc của chân gương luôn, nghĩa là mình tháo cái gương ra, mình đè cái bát lên và mình bắt vào thì nó rất là chắc luôn và rất là đẹp nữa. Cái bát này thì làm bằng sắt á, sau đó thì đã sơn nhám lên, nhìn rất là chắc chắn và bao rung lắc luôn. Thì bắt lên đây thì nó sẽ giúp cho cái đèn mình nó sạch hơn và nó không bị rung nhiều, ảnh hưởng tới cái độ bền của cái đèn. Mình đã bị hư hai cái đèn lý do là để dưới phụt chạy nó quá rung và sình đất nó bắn vào. Dây điện này thì một hồi sẽ đút vào trong rất là gọn. Ngon. Gì không? Đi sửa gì luôn hả? Đã gắn xong thì mình cũng muốn nói với các bạn về cái vấn đề là tại sao mình dời cái đèn chờ sáng từ đây lên đây. Là mình vừa chính vì lý do để cái cặp đèn chờ sáng ở dưới này thì mình đã phải thay luôn cái hai cái đèn chờ sáng mới sáng kính ánh tím. Và vì mình thấy cái vị trí này là cái vị trí gắn chờ sáng tốt nhất, mình không có gắn chống đổ cho nên ở hai bên thì mình không có gắn chờ sáng hai bên, mình gắn trong đổ mình thấy nó rườm rà quá, cho nên mình gắn ở đây là mình thấy vị trí này là vị trí tốt nhất. Vì lúc trước á mình gắn cái chờ sáng ở đây nè thì nó xảy ra một vài cái tình trạng như thế này. Thứ nhất là sình nó văng vào cái chờ sáng, nó làm cho cái chờ sáng bị nhanh hỏng. Các sình nó văng vào nó làm cái chờ sáng của mình sẽ rất bị nhanh hỏng. Còn một cái vấn đề nữa là ở đây nó chịu cái lực nhúng của cái phuộc tác động lên rất là nhiều, nó làm cho cái chờ sáng của mình nó bị lỏng ốc, nó bị rung lắc, còn mình phải siết ốc này thường xuyên và nó cũng ảnh hưởng gây chấn động tới cái bo mạch led ở trong, cũng rất là dễ hỏng chờ sáng. Vì vậy đây là một vị trí gắn chờ sáng nhìn thì đẹp nhưng mà thực tế là nó không có lý tưởng như lắm. Cho nên sau một thời gian thì mình đã dời cái chờ sáng lên đây. Đây là cái chờ sáng, cái bát mình làm bát bằng sắt các bạn, nhưng mà nó rất là chắc nè. Bát này là không rung nổi luôn, không rung lắc nổi luôn. Kính nè, không bị bá nè. Thì tại sao mình nói là cái bát này rất là chắc? Là tại vì cái bát này nè, mình là cái bát này là mình bắt trực tiếp vào hai con ốc của cái chân gương luôn. Đây, cái bát nó nằm ở trong đây đây. Bắt vào hai con ốc luôn, chứ không phải là một số bạn là làm một cái cọng sắt bắt vào đây hoặc là bắt vào đây xong rồi đưa ra bắt ra thì nó rất là yếu. Còn cái này là mình chơi cái bát bắt vào như là một cái gương luôn nè, các bạn thấy nè, đó nguyên một miếng luôn mình vẽ. Anh Tấn Mai Tấn thì anh vẽ và anh cắt ra cho mình là rồi, nhìn là quá đẹp luôn. Thì mình nghĩ là các bạn nếu mà gắn chờ sáng thì nên gắn lên đây, vị trí này
cho cái tầm pha sáng rất là ok. Và đợi tới đêm mình sẽ test cho các bạn xem. Thì anh em nào cũng gắn chờ sáng lên mặt nạ chứ. Mệt quá. Ở đây là đụng vô không rồi đó cha. Trời ơi, giờ bẻ xuống bẻ yên số rồi đi. Xuống bẻ đi tôi mượn cho mượn lục giác nè. À bơi đi lại. Bước đi để đi đi cái đường nó tét chợ sáng luôn. Cái tầm sáng hình như nó hơi hơi không được cao lắm nhưng mà cũng được rồi. Bát chói mắt người ta ba. Gì? Thanh niên đá bậy. Tới cái hàng cây xa nhất bên kia đó. Anh đang bật lên đây. Nó cũng cái này xa hơn rồi quá. Tại vì của thanh niên, của thanh niên nó chĩa lên, của anh chĩa xuống mà. Không, ông giỏi cái tôi giỏi lên sáng nữa không? Ừ.
cái tâm đèn dạng của anh nó hơi 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 sáng hơn cái đèn trắng. Thì háo cái màu này. Mà là cái màu nó bị chày á cho nên nó không sáng. Đây có đường về không ta? Không. Anh nên đừng có nên nghịch. Chỗ tối tối gì pha pha hoài hoài ghê lắm. Nếu thấy clip hay nhớ cho mình xin một like các bạn. Đây.